Kéo đai thẳng lưng đấy. Rồi cái dây trên rừng thắt rõ. Có ngon không đi. Mà mình thì tí lông nào nhỉ? Nó nặng quá. Trời. Nhớ đâu. Mát rồi. Đi về tắm một tí. Nhớ rồi. Cái này đâu. Cái nữa. Nó còn. Còn. Hay nồi đấy. Tầm 2-3 nồi, 4 nồi không? Nồi bé. Nước nguồn này phải mua cái nồi to hơn cơ. Nồi bé không đủ nhiều. Khai trương bếp mới. Cái quả thông nọ anh lấy làm đâu nhỉ? Phải nghi ngút sông nhà mới. Đuổi lên đấy. Lửa này thì rất quạt, bị quạt. Lúc đi ra cùng anh cứ thích vào nhà. Thì biết thì ra chợ bán hết rồi. Không có con thì chưa được thưởng thức miếng nào đi ra chợ bán. Ở trên nóc nhà, chim trên nóc nhà. Chưa được chăn cho chim vậy đấy. Đấy, thế bảo thế 2 con gà mới đâu. 2, 4, 6, 8, 10. Có qua được 8 của 2, 9 của em. Có 9 quả. Thế hôm nay có đẻ một quả trứng không? Con kia chắc rồi. Con gà này như ấp dễ sao không ạ? Ấp con lý. Con khác hôm nay là con khác cái này. Hả? Bảo gà hôm qua một con khác, hôm nay một con khác. Gà vào thì mới đi anh đi bán nhé em anh léo hẳn rồi không tụ ngương không đục đứt luôn cảm của đục đu à cái cá đâu dài dài chục leo đúng dơ chục dơ. Đấy, đây, đây, đây. Cái đây cứa mà đi. Đứa cái mặt đi cũng đủ núi, toàn hùn hôi thật đấy. Người nó dấn. Sáng sớm thì cả. Thẳng cái lưng lên còng hết rồi. Cái này phải uốn cái lưng này đẩy cho nó sớm. Vừa hết lưng mình còn đi. Giao đái thẳng lưng đấy. Cái dây trên rừng nó thắt rõ. Có ngon không đi. Mà mình thì tí lâu rồi nhỉ. Nó nặng quá. Rửa cái mặt đi cầm vui buồn ghê quá. Đi rửa cho anh sẵn. Chịu. Nghe lời cái gì có. Em chịu. Ê, đi chợ về tắm một thứ. Cẩn thận sâu gió đấy. Mùa này nhiều sâu gió đấy. Nhiều hết người. Cái nước này xong rồi. Tóm vậy. Giờ đất đâu? Mát luôn. Tí về tắm một thịt. Thức ngứa thật đấy. Xem cái này có đầu. Xấu quá. Cái mặt là nhăn cái nhau không tu không tốt. Mặt xấu là cái thịt này. Vậy là mắt thắt khổ. Con mua để lại. Có gì? Trời mưa ra nắng này. Ai chụp cắt nó. Thối rồi. Cái rình nữa là bố Hà Non luôn. Câu con này thôi, đúng con này thôi á. Ui rồi. Thôi chưa? Này làm 2-3 nồi, 4 nồi như thế mới hết được. Thôi rồi. Người có sợ ít nước quá không? Nước thì vô thế. Đi. Ôi hình như hơi ít nước. Dễ rồi, thùng chim có mũi vậy. Con đi khóc cháu thôi. Cháu tuổi hả? Nó ăn những hạt ngô hành này. À. Tao mua hủ. Đau rồi, cắn đi. Giúp luôn. Được đó, à đuôi. Cái gì cơ? Ôi chú gió có đồ to thế. Thật á? Đây này. Đuổi cái chú gió đây chết chết. Đây đây. Nó nóng. Nó hết mồ hôi. Quạt mát một tí nào. Điều hòa chạy bằng cơm. Thế. Quay xong rồi đã dâm này. Ăn ngồi anh ơi, chín rồi. Ăn xong đi bán. Đi tối em. Mấy quả bé ăn quả to để đi bán. Đây quá chứ. Tí này đi. Bên này. Ngồi ô. Đây đây. Ăn đi, ăn quả bé thôi nha. To đi biết ăn. Ăn. Bốc nhiều đấy. Tí của ăn hết thôi. Đó, của ăn hết điểm thôi. Ngon lắm ạ. Thơm à, hơi thơm. Chị luộc nước với nồi cho đi bán. Nước rồi cho chín mấy rồi. Chín mấy. Nóng rồi. Ăn từ từ thôi. Cái ngô này nó hơi khô, dẻo, hơi trắng. Gì nhá? Ở nhà đấy. À nhưng mà, ôi quên. Cầm tiền đi xong là biết đâu họ có tiền chắn thì còn đổi được, còn trả họ nhé, tiền lẻ trả họ chứ. Bình 100 một tí. 1 triệu quá, nhiều chứ. 100 với đâu 1 triệu thì giàu. Đi được sống đi sống. Nửa qua tắm một trận. Bao nhiêu một túi? Chị lấy 2 túi nhá. Không lấy 4 túi đi. Bắp bé thì 5 bắp, nhỏ bắp to thì 4 bắp. túi to không? Tôi có thử, tôi có thử nghe thử lá. Léo nhất. Mà ở đây tôi hiểu nó lên phiếu đấy hôm luộc mà thằng nó. Cái hôm luộc đấy còn luộc ăn hết bả giá trong đó nha. Ba cái thùng kia. Ăn cái thùng kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.